Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, thành lập doanh nghiệp là việc thành lập nên một tổ chức kinh doanh khi hội tụ đầy đủ các điều kiện cần và đủ về cơ sở vật chất cũng như là các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp và lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp để kinh doanh. Hy vọng trong chương trình ngày hôm nay, những thắc mắc của quý vị sẽ được giải đáp. Trước hết thì mời quý vị hãy cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Bác An ơi, bác An ơi. Ừ, bảo vệ rồi chứ? Dạ, chào bác. Đội này trông chững chạc nhé. Dạ, chào, cảm ơn. Uống nước cái bác. Đây. Nước đi. Dạ, cháu xin. Này. Dạ. Bao giờ định cho bác ăn cỗ đây? Bác muốn ăn cỗ trên thành phố. Xem nó có ngon hơn cỗ nhà quê không mà đợi lâu quá. Cháu cũng muốn có cỗ lắm đấy. Nhưng mà tình hình này cháu phải mang hộ khẩu lên phường người ta phát vợ cho thôi. Thành niên thì ngày đùa. Tao để cho phép. Nước đi. Dạ. Thế bác gái đâu rồi ạ? Bác gái à? Bác ở nhà mỗi mình à? Ừ, bác gái ra xưởng. Khéo cái giờ này cũng sắp về là cơm nước rồi đấy. Dạo này bác làm ăn có khá không ạ? Ừ, cũng khá. Vừa rồi bác có tuyển thêm khoảng chục người làm đấy, để nâng cái quy mô sản xuất lên. Chứ như trước ấy, số người làm còn ít hơn số nửa bây giờ. Dạ. Ôi trời ơi, luôn chân luôn tay mà không đủ hàng giao cho khách như vậy. Đợt trước cháu mang ruốc tôm lên biếu mọi người là ai khen là rất ngon. Ờ thế à? Dạ. Này, dùng sản phẩm của nhà bác ấy, thì là yên tâm đi nhé. Không hóa chất, không phụ gia, mà cái quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh 100%. Thế bác đã đăng ký thành lập doanh nghiệp chưa ạ? Thành lập doanh nghiệp á? Vâng. Bác chỉ đăng ký kinh doanh thôi. Thành lập doanh nghiệp thì chưa. Mà thành lập doanh nghiệp làm cái gì cho nó phức tạp ra. Làm mà ăn được tử tốn thì chắc ạ. Thế ạ? Nhưng theo pháp luật quy định là thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên là phải thành lập doanh nghiệp đấy bác ạ. Thế ạ? Vâng. Là có cả chuyện đấy đó. Có mà. Đây để cháu thử lên mạng cháu tìm hiểu cho bác xem. Ừ, đây đấy, xem nào. Đây này bác này. Đâu? Đấy. À, thế à? Ừ, thôi, nhờ cháu đọc xong thì tư vấn giúp bác. Chứ còn về pháp luật thì bác mù mờ lắm. Trong tình huống vừa rồi, ông An là chủ một xưởng chế biến hải sản. Ông vừa tuyển thêm 10 nhân viên để mở rộng quy mô sản xuất. Anh bảo cháu ông An nói rằng với số lượng lao động đó, pháp luật quy định phải thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên ông An mới chỉ đăng ký hộ kinh doanh và chưa có sự hiểu biết về việc thành lập doanh nghiệp. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với luật sư về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những điều cần lưu ý khi thành lập doanh nghiệp. Hiện nay để thực hiện các hoạt động kinh doanh thì chúng ta có hai hình thức, đó là kinh doanh dưới tư cách là cá thể và thứ hai nữa là kinh doanh dưới hình thức thành lập doanh nghiệp. Thế đối với hình thức mà kinh doanh dưới hình thức thành lập doanh nghiệp thì chúng ta cần phải lưu ý một số các cái vấn đề. Thứ nhất là về quyền tham gia thành lập doanh nghiệp thì mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên trừ một số trường hợp cụ thể như sau. Thứ nhất là cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân mà sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập doanh nghiệp, kinh doanh, thu lợi riêng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Thứ hai nữa là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hiện hành. Thứ ba là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân. Hoặc là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trừ những người được làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp. Đối tượng thứ tư là cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Trừ những người được tổ chức cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác.
Đối tượng thứ 5 mà không được tham gia thành lập quản lý doanh nghiệp đó là người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân. Đối tượng thứ 6 là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù hoặc là quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh hoặc là theo quyết định của tòa án và các cái trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng chống tham nhũng. Cái vấn đề lưu ý gần thứ hai nữa khi mà tham gia thành lập doanh nghiệp thì đấy là chúng ta nói là về cái tên doanh nghiệp. Tên hiện nay theo quy định chung của luật doanh nghiệp thì nó sẽ có cấu thành từ hai cái bộ phận. Thứ nhất là phần tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Như chúng ta thường thấy thì một cái doanh nghiệp, một cái công ty thì nó sẽ có ví dụ là công ty trách nhiệm hữu hạn ABC hay là công ty cổ phần ABC. Thế thì công ty cổ phần hay là công ty trách nhiệm hữu hạn nó là cái phần tên gọi thể hiện cái loại hình doanh nghiệp. ABC nó là cái phần chữ để nó thể hiện cái phần tên riêng của doanh nghiệp. Và tên của doanh nghiệp thì bắt buộc là phải đặt bằng tiếng Việt. Sau cái phần tên doanh nghiệp thì chúng ta lưu ý cái phần đó là cái địa chỉ của doanh nghiệp. Địa chỉ thì theo quy định hiện hành nó phải đủ cái cụ thể để có thể liên hệ được. Cụ thể là nó đầy đủ, ví dụ là số nhà, rồi là đường phố hoặc là xã, phường, đơn vị hành chính. Cái trụ sở của doanh nghiệp thì có thể là đặt tại các cái tòa nhà văn phòng, hoặc là hiện nay thực tế thì cũng có thể đặt tại các cái nhà riêng, nhà liền kề, hoặc là ở các cái nhà gọi là trong khu dân cư. Tuy nhiên có một cái điều mà tuyệt đối không được thực hiện hiện nay, đấy là đặt trụ sở doanh nghiệp tại các cái khu chung cư, nhà tập thể mà không đảm bảo chức năng về phòng cháy, chữa cháy. Về ngành nghề đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn những cái ngành nghề kinh doanh có trong cái hệ thống mã ngành, cũng như là những ngành nghề kinh doanh chưa được ghi trong cái hệ thống mã ngành nhưng mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên về ngành nghề thì tôi phải lưu ý một số các cái vấn đề thôi. Thứ nhất là đối với những ngành nghề mà kinh doanh mà pháp luật cấm thì chúng ta không được đăng ký. Thứ hai là đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cả cái tổ chức cá nhân mà khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp thì phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện theo quy định của pháp luật để có thể đăng ký những cái ngành nghề như vậy. Về vốn kinh doanh của doanh nghiệp thì khi thành lập doanh nghiệp thì tổ chức cá nhân phải có nghĩa vụ đăng ký vốn điều lệ, tức là cái vốn của doanh nghiệp. Người tham gia thành lập doanh nghiệp thì có quyền tự do trong cái việc mà hoạch định, đưa ra cái ngân sách của mình để mà tạo thành cái vốn điều lệ của doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với một số cái ngành nghề mà kinh doanh có điều kiện thì bắt buộc phải tuân thủ cái quy định của pháp luật về vốn, hay chúng ta hay gọi là vốn pháp định. Ví dụ như là đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản thì cái vốn điều lệ bắt buộc nó phải là 20 tỷ, hoặc là lĩnh vực về xuất khẩu lao động thì cái doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu là 5 tỷ. Thì đấy là những cái đối với cái lĩnh vực mà bắt buộc phải có vốn pháp định. Còn đối với những trường hợp khác thì chúng ta được quyền tự do lựa chọn phần vốn thấp hoặc cao tùy thuộc vào cái quy mô cũng như là cái nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam. Khi tham gia thành lập doanh nghiệp thì tổ chức cá nhân có thể lựa chọn một trong số các cái loại hình doanh nghiệp. Cụ thể là theo luật doanh nghiệp 2014 thì chúng ta có 5 loại hình doanh nghiệp. Thứ nhất đây là doanh nghiệp tư nhân. Thứ hai nữa là công ty cổ phần. Thứ ba là công ty hợp danh. Thứ tư là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Và thứ năm là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Thế đối với doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà có tính chất là trách nhiệm vô hạn, tức là chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn trong cái phần vốn góp của mình. Và doanh nghiệp tư nhân thì chỉ có một chủ sở hữu. Thứ hai nữa là công ty cổ phần. Công ty cổ phần thì có tối thiểu là 3 cổ đông và không hạn chế cái số lượng cổ đông tham gia thành lập doanh nghiệp. Thứ tư là công ty hợp danh. Đây là một cái loại hình đặc thù, tức là kết hợp giữa cái mô hình gọi là trách nhiệm hữu hạn và trách nhiệm vô hạn, tức là những thành viên hợp danh thì chịu trách nhiệm vô hạn
đối với các cái quyền, nghĩa vụ và tài sản của doanh nghiệp đối với những cái thành viên gọi là góp vốn trong loại hình công ty hợp danh thì chịu trách nhiệm hữu hạn trong cái phần vốn góp của mình đã góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là loại hình mà có ít nhất 2 thành viên và tối đa là không quá 50 thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên cũng là loại hình là công ty trách nhiệm hữu hạn, tức là các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong cái phần vốn góp mà mình đã góp vào doanh nghiệp. Và cuối cùng là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, tức là các là thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn về trong cái giới hạn cái phần vốn góp mà mình đã góp vào doanh nghiệp. Tuy nhiên công ty trách nhiệm hữu hạn thì chỉ có 1 thành viên và cái thành viên đó có thể là tổ chức hoặc là cá nhân. Thưa quý vị, qua phần trả lời của luật sư, chắc hẳn quý vị đã nắm được quy định pháp luật về thành lập doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp phù hợp để kinh doanh. Chương trình Chung tay cải cách thủ tục hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên được bảo trợ truyền thông bởi Sở Tư pháp Hưng Yên đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.